Thanh Auto xin chào mọi người. Chỉ với vài chục triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu được một chiếc ô tô đi lại tránh mưa tránh nắng rồi. Với 45 triệu đồng các bác nhé, 45 triệu đồng mà chúng ta đã có chiếc sedan hai đầu tập lái hay là đi lại tránh mưa tránh nắng thì rất là ok các bác nhé. Và bên em thì còn rất là nhiều xe. Ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng báo giá tất cả các mẫu xe bên em đang còn để cho mọi người tham khảo lựa chọn xe. Và tất cả các mẫu xe này thì đều có video quay chi tiết rồi. Mọi người ưng chiếc xe nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Em sẽ gửi video quay chi tiết của chiếc xe đó cho mọi người tham khảo được kỹ hơn. Số điện thoại liên hệ của em là 0354 152 888 này. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bình Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Rất là nhiều sự lựa chọn dành cho các bác nhé. Tất cả các phân khúc từ SUV này, máy dầu, máy xăng hay là những chiếc sedan này là phân khúc hạng A, hatchback hạng A. Đấy, luôn lúc nào cũng luôn cũng đầy đủ tất cả các phân khúc để cho các bác tham khảo lựa chọn xe. Và bên em thì luôn mua bán vận chuyển giao xe trên khắp toàn quốc. Thì các bác có nhu cầu muốn mua hay bán xe thì cứ liên hệ cho em nhé. Và về an ninh pháp lý thì bên em luôn bảo hành cam kết trọn đời cho quý vị, nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm khi đến với bên em. Đấy. Và cũng không để mọi người chờ lâu nữa thì em sẽ đi vào báo giá nhanh luôn để cho mọi người cùng tham khảo xe nhé. Các bác ưng chiếc xe nào thì cứ liên hệ cho em. Em sẽ gửi video quay chi tiết của chiếc xe đó cho mọi người tham khảo được kỹ hơn nhé. Đầu tiên là chiếc Ford Mondeo sản xuất năm 2003 phiên bản số tự động. Với cửa tiền 125 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu được một chiếc xe sang đến từ chất lượng của Mỹ, thương hiệu xe Ford. Xe mang tên biển thủ đô các bác nhé. Sơn xí rất đẹp luôn, form dáng bên ngoài đây. 125 triệu đồng cho chiếc xe Ford Mondeo. Option thì miên man rồi. Đây, form dáng bên ngoài đây. Tiếp theo là chiếc Chevrolet Lacetti sản xuất năm 2011, phiên bản số sàn máy 1.60 taxi dịch vụ, với cửa tiền 169 triệu đồng các bác nhé. Đây, một chiếc sedan phân khúc hạng C. Đây, tiếp theo là chiếc sedan phân khúc hạng B này. Nissan Sunny sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, bản đủ trang bị động cơ là 1.5. Tổng thành sơn xi màu nâu và xe thì em đã cho rút hồ sơ rồi. 225 triệu đồng cho chiếc Nissan Sunny phân sản xuất năm 2015 phiên bản đủ các bác nhé. Phiên bản đủ trang bị phanh ABS 4 bánh, túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện, hai cửa gió điều hòa độc lập. Và chiếc Sunny này em vừa mới về chưa có dọn dẹp gì cả các bác, nên chưa báo được giá nhé. Đấy, tiếp theo là chiếc Chevrolet Cruze sản xuất năm 2010 phiên bản LTZ này. 250 triệu đồng các bác nhé. 250 triệu đồng cho chiếc Chevrolet Cruze sản xuất năm 2010. Một chiếc xe Mỹ, form dáng đẹp, đi rất là đầm chắc các bạn. Sơn xi màu đen nhé. Đây. Tiếp theo là chiếc Ford Focus sản xuất năm 2011, phiên bản số lượng 1.8 này. Với cửa tiền 285 triệu đồng các bạn nhé. Tổng thành sơn xi màu bạc này. Đấy, tiếp theo là chiếc Daihatsu Maxus sản xuất năm 2002, phiên bản số sàn 2.0. Tổng thành sơn xi màu đen, một chiếc xe hạng D các bác nhé. Với cửa tiền 105 triệu đồng thôi. Và trong đây là chiếc Toyota Innova 2011 bản di lăng full G. Tổng thành sơn xi thân vỏ màu trắng này. 205 triệu đồng cho chiếc Toyota Innova này nhé. Một mẫu MPV luôn rất là chất lượng và kinh tế rồi. Tiếp theo là chiếc Chevrolet Spark sản xuất năm 2015. Phiên bản số sàn bản đủ được trang bị túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện màu tông màu vàng rất là đẹp luôn. 155 triệu đồng các bác nhé. 155 triệu đồng. Đây, Sunny thì em lại vừa rồi là về một cặp Sunny màu nâu này. Chiếc này cũng đang chào bán là 225 triệu đồng nhé. Màu nâu nhạt hơn chiếc kia một tí này. Các chiếc xe này đều không lỗi nhé. Keo chỉ 99% luôn, keo chỉ 99%, máy số zin, sơn xi đây. 225 triệu đồng. Và chiếc Daihatsu Lotus 2003 bản điện xịn 45 triệu đồng thôi nhá, 45 triệu đồng thôi. Chúng ta đã có chiếc sedan đi rồi. Một dòng xe khá là lành và chạy có thể chạy xuyên Việt được luôn đấy. Đấy, tiếp theo là chiếc Nissan Sunny 2014 198 triệu đồng này. Màu xanh cửu long nhá. Đấy, sơn xi xanh đẹp luôn. Các bác nào đang tìm những dòng máy dầu thì em có hai chiếc Santa Vagon nhập khẩu Hàn Quốc sản xuất năm 2003 nhé. Cả hai chiếc đều màu bạc luôn này, chiếc ở trong góc là màu bạc nhé. 215 triệu đồng.
cho chiếc Hyundai Santa Fe Gold máy dầu số tự động 2.0, dầu ăn loanh quanh 7 lít thôi. Một chiếc xe phiên bản đủ trang bị cửa sổ trời, điều hòa tàu auto này. Trang bị động cơ 2.0 turbo nên là vận hành rất là khỏe luôn. Chiếc Daihatsu Lacetti sản xuất năm 2004, không taxi dịch vụ, 79 triệu đồng các bác nhé, 2004 đây. Tên tư nhân, không taxi dịch vụ. Tiếp theo là chiếc Ford Everest máy xăng 2007, phiên bản số sàn, 165 triệu đồng các bác nhé. Ở bên cạnh là chiếc thêm một chiếc Sunny này, 2015, 198 triệu đồng nhé. Tiếp theo là chiếc Kia Carnivan 2009 số tự động máy xăng với cửa tiền 185 triệu đồng, mang tên tư nhân biển thủ đô này, tông màu bạc rất là đẹp luôn, đăng kiểm đến cuối năm, thân vỏ mỏng, một chiếc MPV cửa lùa. Đây, và trong này thì là chiếc Mazda 6 này, sản xuất năm 2003, phiên bản số sàn 2.0, mà xe thì em cũng cho rút hồ sơ rồi, gốc là ở Hà Nội mọi người nhé, với tông màu đen rất là đẹp luôn, một chiếc xe hạng D 165 triệu đồng. Cuối cùng là một mẫu xe tập lái đây, một chiếc sedan hạng C Ford Laser sản xuất năm 2002, form mới rồi, phiên bản số sàn máy 1.8 nhé. Ở chiếc xe này cam kết cho mọi người là không taxi, không dịch vụ, keo chỉ zin, xe không một lỗ nhỏ luôn. 115 triệu đồng cho chiếc Ford Laser 2002 này, mang tên tư nhân biển thủ đô này, 01418 này. Form đèn ống rất là đẹp luôn nhá. Một chiếc sedan hạng C, dòng Ford Laser là một trong những dòng xe gần như là bền bỉ nhất của dòng những mẫu xe thương hiệu xe Ford các bạn. Dòng xe này đã từng là các hãng taxi sử dụng mọi người nhá. Đây, chiếc cô này thì cũng là 203 này, 215 triệu đồng nhá. Mang tên tư nhân biển kiểm soát là 2202096 này. Mọi người quan tâm đến chiếc xe nào thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhé. Em sẽ gửi video quay chi tiết của chiếc xe đó cho mọi người tham khảo được kỹ hơn. Và buổi livestream ngày hôm nay thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.